Chào mừng các bé đến với thế giới bánh ngọt, nơi mà mỗi ông bánh đều có một câu chuyện dễ thương và ngọt ngào để kể cho các bé nghe. Hãy cùng mình khám phá những loại bánh ngọt dễ thương nhất nhé! 1. Bánh cupcake, bánh ngọt nhỏ xinh. Ở xóm bánh ngọt nhỏ, có một bà bánh tên là bà Cupcake. Bà làm những chiếc bánh ngọt nhỏ xinh giống như những chiếc váy mùa hè dễ thương. Mỗi chiếc bánh cupcake đều được trang trí với những hạt nước, kẹo nhỏ và kem tươi mát. Khi bạn nhìn thấy bà cupcake, bạn sẽ không thể rời mắt khỏi những chiếc bánh ngọt dễ thương ấy đâu. Đặc điểm của bánh cupcake: kích thước nhỏ xinh, phù hợp cho mỗi bữa tiệc hoặc buổi gặp mặt. Có thể trang trí với nhiều loại frosting, kem và trái cây để tạo ra những hình ảnh độc đáo và bắt mắt. 2. Bánh brownie, bánh ngọt sô-cô-la đậm đà. Ở căn nhà nhỏ bên cạnh khu rừng, có một ông bánh tên là ông Brownie. Ông làm những chiếc bánh ngọt sô-cô-la đậm đà, giống như những mảnh sô-cô-la mềm mịn. Mỗi chiếc bánh brownie của ông Brownie đều có lớp vỏ ngoài giòn và lớp nhân sô-cô-la bên trong, khiến cho mỗi miếng bánh trở nên ngọt ngào và đầy hấp dẫn. Đặc điểm của bánh brownie: vị sô-cô-la đậm đà, thích hợp cho những người yêu thích sô-cô-la. Cấu trúc giòn ở phần vỏ và mềm mịn ở phần nhân tạo nên sự kết hợp tuyệt vời của vị ngọt và đậm đà. 3. Bánh quy, bánh ngọt phẳng phiu. Ở ngôi nhà nhỏ trên đồng cỏ, có một cặp anh chị em bánh quy tên là anh Cookie và chị Cookie. Họ làm những chiếc bánh ngọt phẳng phiu giống như những chiếc nắm tay dễ thương. Mỗi chiếc bánh quy của họ đều có hương vị thơm ngon và sự giòn tan đặc trưng khiến bạn muốn ăn không ngừng nghỉ. Đặc điểm của bánh quy: hình dạng phẳng, dễ cầm nắm và ăn. Có thể làm từ nhiều loại nhân và gia vị khác nhau, tạo nên sự đa dạng trong hương vị. 4. Bánh rán, bánh ngọt tròn trịa. Ở ngôi làng nhỏ gần sông, có ông bánh tên là ông Donut. Ông làm những chiếc bánh rán tròn trịa giống như những chiếc cánh tròn của chim bồ câu. Mỗi chiếc bánh rán của ông Donut đều được phủ đường, sô-cô-la hoặc các loại gia vị khác, khiến cho mỗi miếng bánh trở nên ngọt ngào và hấp dẫn. Đặc điểm của bánh rán: hình dạng tròn trịa với lỗ giữa giúp bánh chín đều và thấm gia vị. Bánh rán thường được phủ lớp đường, sô-cô-la hoặc hạt giống, tạo nên vị ngọt thơm phức đầy hấp dẫn. 5. Bánh mì bông, bánh ngọt mềm mịn. Ở xóm nhỏ giữa đồng cỏ, có một bác nội tên là bác Muffin. Bác làm những chiếc bánh mì bông mềm mịn giống như những ôm ấp từng miếng bông ấm áp. Mỗi chiếc bánh mì bông của bác Muffin đều có hương vị nhẹ nhàng và có thể được làm với các loại nhân và trang trí khác nhau, tạo nên sự đa dạng và phong phú. Đặc điểm của bánh mì bông: cấu trúc mềm mịn và sốt nhẹ, tạo cảm giác êm dịu khi ăn. Có thể được trang trí với nhiều loại nhân như hạt điều, trái cây sấy hoặc sô-cô-la nhỏ để tăng thêm hương vị và màu sắc. Với những ông bánh dễ thương và ngọt ngào này, mỗi bữa ăn sẽ trở nên thú vị và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Hãy thưởng thức bánh ngọt cùng với các bạn và gia đình nhé! Nhấn thích và đăng ký kênh Mẹ Kể Bé Nghe để không bỏ lỡ những video thú vị dành cho bé nhé! Kênh YouTube Mẹ Kể Bé Nghe gồm 5 chuyên mục giúp bé thông minh hơn mỗi ngày. Muốn học kiến thức bổ ích, bé hãy truy cập học cùng bé. Đừng quên học tiếng Anh cơ bản trong bé học tiếng Anh, thêm các mục khác dành cho mẹ và bé là chuyện cổ tích mỗi ngày, chuyên mục phụ huynh và hoạt động sáng tạo.